Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài tập viết chính tả, đích tê và là bài số 3. Bài này có đề tựa là La Campagne và bài này được trích từ trong mạng Language Hero và chúng ta tìm vào mục Français sans texte pour débutants. Ở đây là danh từ tiếng Anh, Language. Nếu mà tiếng Pháp thì chúng ta sẽ viết như sau. Tiếng Pháp là langage. Nếu chữ anh hùng á, thì tiếng Pháp là hero có S. Như vậy chúng ta thấy ở trên này là một danh từ tiếng Anh là do bởi trang mạng này đề xuất cho chúng ta những bài học cả tiếng Pháp, cả tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Do đó chúng ta phải tìm đúng Français sans texte pour débutants. Có tất cả là 100 bài đọc dành cho những người bắt đầu học tiếng Pháp. Và tôi đã trích đây là bài thứ nhất. Có đề tựa là La Campagne. Trong bài này chữ Campagne xuất hiện 4 lần. Đó, chúng ta cần để ý phát âm là campagne, ký tự M ở đây được phát âm như là ký tự N, viết là M mà phát âm như là N, là campagne. Và bài này gồm có 70 từ, tức là không có nhiều, nhưng mà tôi đã hướng dẫn tới 15 từ để chúng ta có thể hiểu thêm nghĩa và đọc cho chúng. Và trước hết chúng ta tìm hiểu các từ ngữ ở trong bài này. La campagne est pleine de verdure et de grands arbres. Campagne, chúng ta nói ở bên trên, phát âm ký tự M bằng N. La campagne là đồng quê. Est pleine de verdure. Verdure là màu xanh của cây cỏ. Chúng ta biết tính từ ver là màu xanh. Màu xanh dùng cho tất cả mọi sự vật. Áo, cái áo màu xanh, cái xe màu xanh, cái nhà màu xanh. Trong khi la verdure là màu xanh của cây cỏ, nông thôn thì đầy những màu xanh của cây cỏ, tức là có rất nhiều thực vật, có rất nhiều cây cối. Và chúng ta để ý tính từ ple, ple là masculine, plen là feminine, ple, plen, ple, plen. Và nếu chúng ta thấy cần có một bổ ngữ, tức là đầy cái gì đó, thì phải có dưới từ de, rồi đến với danh từ, ở đây là đầy màu xanh, đầy cây cối, hoặc là một cái ly đầy nước, một chiếc xe đầy người, một cái phòng đầy đồ đạc, thì chúng ta phải có giấy từ the, rồi đi sau là danh từ, và danh từ này không có mạo từ. La campagne est pleine de verdure. Ví dụ chúng ta nói một ly nước, một ly đầy nước nhé. Un verre. Verre là cái ly. Plein d'eau. Plein d'eau. Chúng ta thấy danh từ ô này không có mạo từ này, plein d'eau. Rồi một cái xe buýt đầy người, le bus plein de passagers. Tất cả các danh từ đi sau tính từ plein thì không có mạo từ. Rồi một căn phòng, une salle plein de meubles, một cái phòng đầy đồ đạc, vân 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 vân. Như vậy chúng ta vừa coi một quy tắc tính từ ple là đầy, nhưng mà nếu chúng ta muốn có bổ ngữ đầy cái gì đó, thì đi với giới từ the và phía sau là một danh từ không có mạo từ. Một cái ly đầy nước, plein d'eau. Một chiếc xe buýt đầy hành khách, plein de passagers. Một căn phòng đầy đồ đạc, plein de meubles. Nông thôn thì đầy những màu xanh của cây cối và đầy những cây cối lớn. Ở đây chúng ta thấy có hai giới từ the này. Đầy thứ nhất là màu xanh của vạn vật, của thực vật. Và thứ hai, đầy những cây cối lớn. Anap là một cây to và thân mộc. Tất cả những cây mà có thân mộc, cây cao, cây xoài, cây ổi, cây mít, chúng ta gọi là arbre, hoặc là những cây ở trong rừng. Trong khi cây chuối thì không phải, các cây bông hoa thì không phải. Như vậy chúng ta dùng arbre là một cây lớn và là thân mộc. La campagne est pleine de verdure et de grands arbres. Chúng ta để ý tới cách đọc nối để khi người ta đọc, để cho chúng ta viết chính tả thì người ta sẽ đọc là rong rạc. Autour de moi, autour de là xung quanh tôi, hoặc là xung quanh một danh từ, xung quanh nhà tôi, xung quanh trường tôi, xung quanh làng tôi thì cũng là danh từ. Autour de moi, il y a des champs vastes et des fleurs colorées. Ở xung quanh tôi có những cánh đồng rộng lớn, vast là mênh mông, là bao la. Champ là một cánh đồng, và đây người ta gọi là cánh đồng khô,
cánh đồng này chỉ trồng những cây khô không có ngập nước như là lúa mì, rồi những cái loại cây như là cây bắp, cây ngô ấy, không có ngập nước thì chúng ta gọi là champ. Vast là tính từ, vast là rộng lớn, là bao la. Ở xung quanh tôi có những cánh đồng bao la và có những bông hoa đầy màu sắc, des fleurs colorées. Tính từ colorées có nghĩa là có màu sắc, mà màu sắc sặc sỡ. Tính từ colorées là có màu sắc sặc sỡ. Ở trong tiếng Pháp người ta nói màu sắc sặc sỡ là couleur vive. Vive là sống động, sặc sỡ, không phải là một cái màu nâu, màu xám bình thường. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, sặc sỡ. L'air en campagne est pur et vivifiant. L'air là không khí, en campagne, không khí ở đồng quê thì trong lành, và vivifiant, vivifiant là mang lại cho chúng ta sức sống, tức là nó trong lành thì mang lại cho chúng ta sức sống. Tính từ pure là tinh khiết, là trong lành, chúng ta có không khí trong lành là l'air pur, và chúng ta có nước trong lành là l'eau pure. L'eau là danh từ giống cái, do đó tính từ là giống cái, l'eau pure. La tranquillité de la campagne me plaît beaucoup. La tranquillité là sự yên tĩnh của đồng quê. La tranquillité de la campagne. Về cách phát âm chúng ta đọc danh từ la tranquillité, tranquillité, và chúng ta phát âm tính từ tranquille, tranquillité, tranquille, quille là sự yên tĩnh. Và đây là yên tĩnh, sự yên tĩnh của đồng quê. Động từ ở trong câu này là động từ plaire. Động từ plaire đi với giấy từ à. Plaire à quelqu'un. Làm cho ai vui lòng. Động từ plaire à quelqu'un, làm cho ai vui lòng. Nhưng mà khi đặt vào trong câu thì chúng ta lại không nói là sự yên tĩnh của đồng quê làm cho tôi vui lòng. Nhưng mà luôn luôn chúng ta phải dịch ngược lại. Tôi rất thích sự yên lặng của đồng quê. La tranquillité de la campagne me plaît beaucoup, làm cho tôi vui lòng. Nhưng mà chúng ta dịch là tôi là chữ mơ này. Tôi rất thích sự yên tĩnh của đồng quê. Ici, tout semble calme et serein. Động từ semble là có vẻ. Chúng ta cũng đọc ký tự M bằng ký tự N là tout semble calme et serein. Calm thì cũng giống như là tranquille, tức là êm đềm, không có xảy ra một cái sự cố gì hết. Và serein cũng gần gần giống như là hai tính từ kia. Serein là nói về tinh thần an tịnh, tức là mình không phải lo lắng, mình không phải quan tâm, mình không phải lo âu về cái chuyện gì hết. Còn calm thì có nghĩa là cụ thể, và tranquille cũng như vậy. Les oiseaux chantent mélodieusement dans les arbres. Danh từ arbre chúng ta đã gặp ở bên trên. Melodiosement, ở đây chúng ta không phát âm ký tự ơ ở giữa. Melodiosement, melodiosement. Chúng ta phát âm tới ký tự S, và S đây là phát âm là Z, và không phát âm ký tự ơ. Người ta không phát âm mạnh melodieusement, mà người ta phát âm là melodiosement. Melodiosement là một cách êm dịu, một cách êm tai, một cách du dương. Và nó bổ ngữ, nó bổ nghĩa cho động từ chanter ở phía trước. Chanter có thể là hát nếu là con người, có thể là hót nếu là loài chim, và có thể là gáy nếu là con gà trống. Les oiseaux, các con chim, đây là một danh từ số nhiều, và số nhiều của oiseau là x, e, a, u, thì luôn luôn đi với x. Các con chim hót một cách du dương ở trong các cây lớn. Les promenades le long des chemins de terre. Chemin là những lối con đường, chemin de terre những con đường bằng đất, và người ta cũng không phát âm mạnh cái từ ô này, người ta đọc là chemin de terre, chemin de terre. Le long de là dọc theo, le long de dọc theo, chuyến đi dạo, các cuộc đi dạo ở dọc theo những con đường bằng đất. Sont agréable, agréable là tính từ, là thoải mái, là dễ chịu. Các chuyến đi bộ dọc theo các con đường đất thì rất là dễ chịu. La nuit, la nuit đây là ban đêm, và chúng ta phải dịch là vào ban đêm.
un ciel étoilé couvre la campagne. Étoilé là tính từ. Ở trong này chúng ta thấy có danh từ étoile là một ngôi sao, étoilé là nhiều sao. Vào ban đêm thì một bầu trời đầy sao sẽ bao phủ đồng quê, offrant un spectacle magnifique. Offrant là participe présent của động từ offrir. Đây chúng ta tạm chấp nhận như vậy. Nó, một bầu trời đầy sao, nó bao phủ đồng quê và nó tạo ra một cảnh quan rất là đẹp, tuyệt vời. Và chúng ta coi lại số 12, mélodieusement, một cách du dương, một cách êm tai. Và chúng ta cũng có thể học thêm danh từ cùng gia đình với trạng từ này là la mélodie. La mélodie là một giai điệu. Và giai điệu thì thường thường là phải êm tai, phải dễ nghe. Và mélodieusement là du dương, là dễ nghe. La promenade là chuyến đi dạo. Agréable, tính từ, có nghĩa là dễ chịu, là thoải mái. Étoilé là tính từ, có nghĩa là nhiều sao. Ở trong tính từ này chúng ta thấy có danh từ une étoile là một ngôi sao. Và động từ couvrir là bao phủ, là che phủ. Tôi vừa giải thích những ý nghĩa của một số chữ ở trong bài này, đồng thời cũng chỉ ra những chỗ chúng ta cần để ý về cách phát âm. Và bây giờ tôi đọc lại một lần rất là chậm để chúng ta theo dõi, sau đó chúng ta viết chính tả. La campagne est pleine de verdure et de grands arbres. Point. Autour de moi, virgule, il y a des champs vastes et des fleurs colorées. Point. L'air en campagne est pur et vivifiant. Point. La tranquillité de la campagne me plaît beaucoup. Point. Ici, virgule, tout semble calme et serein. Point. Les oiseaux chantent mélodieusement dans les arbres. Point. Les promenades le long des chemins de terre sont agréables. Point. La nuit, virgule, un ciel étoilé couvre la campagne, virgule, offrant un spectacle magnifique. Và bây giờ chúng ta viết chính tả. Và khi chúng ta nghe đọc chính tả thì chúng ta để ý đặc biệt tới cái chỗ người ta đọc nối này. Grands arbres, il y a les oiseaux, les arbres sont agréables. Chúng ta thấy người ta sẽ đọc nối như vậy và đây là những cái nối bắt buộc. Đồng thời chúng ta cũng để ý những chỗ người ta lược đi các âm không có phát âm. Ví dụ như là promenade, chúng ta thấy ký tự ơ này không phát âm này, promenade. Rồi các ký tự em phát âm là n. Chemin de terre, chemin de terre, người ta không đọc là chemin de terre. Mélodieusement, mélodieusement. Vậy có ba chỗ là người ta không phát âm ký tự ơ. Có những chỗ người ta phát âm ký tự em bằng n, và những chỗ người ta đọc nối grands arbres, il y a. Và bây giờ tôi đọc chính tả. La campagne, point à la ligne. La campagne, point à la ligne. Point à la ligne tức là xuống hàng. La campagne, point à la ligne. La campagne est pleine de verdure. La campagne est pleine de verdure. Pleine de verdure. Et de grands arbres. Point. Et de grands arbres. Point. La campagne est pleine de verdure et de grands arbres, point à la ligne. Autour de moi, virgule. Autour de moi, virgule. Il y a des champs vastes. Autour de moi, virgule, il y a des champs vastes. Il y a des champs vastes. Et des fleurs
colorées, point. Il y a des champs vastes et des fleurs colorées, point. À la ligne. L'air en campagne est pur. L'air en campagne est pur et vivifiant. L'air en campagne est pur et vivifiant. Vivifiant. Point à la ligne. La tranquillité de la campagne. La tranquillité de la campagne. La tranquillité de la campagne me plaît beaucoup. Me plaît beaucoup. Point. La tranquillité de la campagne me plaît beaucoup. Point à la ligne. Ici, virgule, ici, virgule, tout semble calme. Ici, virgule, tout semble calme et serein, point. Ici, virgule, tout semble calme et serein, point. À la ligne. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent mélodieusement dans les arbres. Les oiseaux chantent mélodieusement, mélodieusement dans les arbres. Point. Les oiseaux chantent mélodieusement dans les arbres. Point. À la ligne. Les promenades le long des chemins de terre. Les promenades le long des chemins de terre sont agréables. Point. Les promenades le long des chemins de terre sont agréables. Point. À la ligne. La nuit, virgule, la nuit, virgule, un ciel étoilé couvre la campagne. Un ciel étoilé couvre la campagne, virgule, offrant un spectacle magnifique, offrant un spectacle magnifique. La nuit, virgule, un ciel étoilé couvre la campagne, virgule, offrant un spectacle magnifique. Và bây giờ tôi đọc lại cả bài một lần nữa, đọc rất là chậm. La campagne, point à la ligne. La campagne est pleine de verdure et de grands arbres, point. Autour de moi, il y a des champs vastes et des fleurs colorées, point à la ligne. L'air en campagne est pur et vivifiant, point à la ligne. La tranquillité de la campagne me plaît beaucoup, point à la ligne. Ici, virgule, tout semble calme et serein, point. Les oiseaux chantent mélodieusement dans les arbres, point. Les promenades le long des chemins de terre sont agréables, point. La nuit,
virgule, un ciel étoilé couvre la campagne, virgule, offrant un spectacle magnifique. Xin mọi người có thể coi lại bản văn và dò lại, và tôi chúc tất cả mọi người viết tốt, viết trúng hết tất cả mọi chữ. Xin chào tất cả mọi người.